3 đó, thì cái giấy ra viện á, là giấy dạ, này giải phẫu bệnh là chưa có, chưa có. rồi bác sĩ mới sử dụng cái phương pháp cắt một phần tuyến tuyến vú bên định vị kim nhũ ảnh. Thì chờ cái ngày nào cô sắp tới. Năm vậy nè, tức là khi mổ xong 14 ngày, là mổ ngày 14 tháng 11, thì 14 ngày sau là kêu vô, là ngày 29 tháng 11 đó mới kêu vô là báo kết quả là ung thư, sinh thiết ung thư, trả lời thôi. Rồi bắt đầu mới là quay tiếp tục cái tờ giấy thứ hai, là tờ giấy hẹn này, cứ là ngày nào hẹn là vô. Vô thì giờ báo lại là gọi lại là vô bệnh viện mổ, nhưng mà chưa có gọi. Mà báo là khi mà mình mổ xong lần này tới lần hai gọi vô á, là báo là gọt vú. Bây giờ vậy ha, dựa trên cái giấy á thì sẽ viết cái nội dung. Mà bệnh nhân thì cũng đã ung thư cách đây 2 năm, ung thư tử cung. Cái giấy cũ đó đâu? Giấy cũ thì bữa nay không có đem theo, mà trong cái máy có. Mà cũng dùng từ chuyên môn hả, Cô có hình đó, hình cái kết quả cũ 97. Không chuẩn bị cho mẹ, giờ mày kiếm thằng ai không biết Zalo nào. Thì con kiếm hình á, con kiếm để nhỏ con kiếm trong máy. Bây giờ dựa trên cái giấy ra viện á, bây giờ không biết cái giấy tờ khác thì của cô như thế nào. Dựa trên cái giấy ra viện thì bác sĩ chẩn đoán á, của ngày 17 nè, tháng 11 thì đang thấy trên giấy trên tay. Thì cái BRAT là BRAT 4 nè. Theo cái bảng phân loại BRAT á, thì nếu như mà cô là BRAT 6 đi. Có nghĩa là đã xác định bệnh lý ác tính rồi. Còn hiện tại là BRAT 4 có nghĩa là Nghi phân loại là nghi thôi, nghi ung thư, nhưng mà khả năng ung thư cao. Nó còn thiếu một cái giấy xác định bệnh lý ung thư nữa. là sinh thiết đó Phòng là khám á, phòng khám yêu thương giao thông ở đây á là nhận bệnh ung thư, có trong đó hỗ trợ bệnh nhân ung thư á, thì phải cần có cái kết quả giấy tờ là ung thư. Hiện tại mới nghi thôi, chưa có kết quả đó, không biết là cô còn cái giấy tờ nào khác nữa không. thì cô nói nè, là này là ngày 14 họ để 17, với thực tế là ngày mổ là 14 ngày hả? 14. Ngày 14 thì ở đây có ghi nè, ngày nào đó, ngày 6 tháng 12 nè, là gọi bệnh nhân quay lại nè, là ngày đó là Tái khám báo đó. báo kết quả sinh thiết đó, mà báo bằng miệng chứ không đưa giấy. Cô có chụp được cái tờ giấy đó không? Chụp ví Mà dụ như họ không đưa. cái kết quả sinh thiết là carcinom, hoặc là nghi Không, ngờ chị carcinom, trả hoặc lời đối là diện vậy nhân thôi, lành tính. chứ không đưa cho bệnh nhân giấy, mà phải có vấn đề mới gọi lại là mổ nè, ghi rõ mổ luôn. Là chờ giờ gọi bệnh viện gọi lại mổ, mà miệng thì cũng báo là gọt vú. Thành ra là theo cái lý này là cũng ung thư, nhưng mà giờ bệnh nhân không có giấy tờ. Cái còn lại cái thành ngược thôi, nào bỏ toàn phần còn lại thành ngực với não giác hạch hai bên, là ví dụ có. Hạch thì bệnh nhân có siêu âm ở Chợ Rẫy, tức là sau hẹn hò thì Chợ Rẫy có siêu âm, thì siêu âm với chụp nhũ ảnh thì hình như là không có hạch nách, Đất không có hả? không có hạch nách, tức là giai đoạn nhẹ đó. Không có máy để cắt một phần nè, mô tuyến vú phải cắt một phần là bác sĩ đã cắt hai bên, đã Hai lấy làm sinh thiết, lấy làm sinh thiết đó. Thì nó không có cái giấy sinh thiết đó nên chưa có kết luận được cuối cùng là có mắc căn bệnh ung thư hay không, tại nó thiếu cái bằng chứng giấy tờ. Bằng chứng là có, nhưng mà lý thì bằng chứng thì không có, mà cái lý là có đó, tại vì gọt vú là phải ung thư mới gọt vú.
thì đúng là như vậy, nhưng mà đòi hỏi ví dụ như nhận bệnh và thủ tục á thì phải có giấy tờ. Tại như thế này nè, tại sao phòng khám lại đòi hỏi cái giấy tờ ung thư? Tại vì cái mục tiêu, cái đối tượng mà phòng khám nhận á không phải là để cạnh tranh với Tây y đâu, mà là giúp cho những bệnh nhân, mục tiêu đối tượng là những bệnh nhân mà không có điều kiện để điều trị bệnh ung thư, ví dụ như đã xác định được bệnh ung thư rồi nhưng mà không có tiền để vô hóa chất phẫu thuật hoặc là xạ trị đó, thì ở đây là thầy thuốc và tụi con có nhận những người như vậy, hoặc là lớn tuổi quá không vô hóa chất được, hoặc là đã vô hóa chất rồi mà không đáp ứng được, bác sĩ chuyển qua điều trị triệu chứng cho bệnh nhân về nhà ăn uống á, thì đây tụi con hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng cái phác đồ điều trị ở đây. Thì cho nên là đòi hỏi giấy tờ, ví dụ như bệnh nhân đã điều trị tại Tây y rồi hoặc là không có nhu cầu điều trị đó thì có thể xuống đây đăng ký xin hỗ trợ điều trị. Cho nên là giờ chưa có xác định được cái bệnh lý ung thư, dựa trên giấy tờ thì tụi con cũng không dám lãnh. Giờ thầy thuốc thầy giúp giùm đi, giờ quay về thì không biết cho không, mà Tây y cũng chạy lung tung rồi, tức là này ung bú, nhưng mà cũng đã chạy qua chạy rẫy xây sợi rồi. Lý do là cái thời gian mổ kéo dài đến nay cũng chưa gọi, là nói là mổ trong vòng tháng, trong miếng giấy trắng nó ghi rõ trong vòng tháng thì gọi lại đi mổ, thì không biết có khó khăn gì, giống như là giờ mổ còn thẹo hai bên rồi vết mổ lại là định vị kim nó rất là sâu, không biết mổ lại lần hai có không, kiểu như bệnh nhân suy nghĩ vậy đó. Mổ lần hai thì giờ nó còn non yếu, nó sẽ chảy máu, mà bệnh nhân kéo hoài thì giai đoạn thấp thành giai đoạn cao. Thôi ở đây giúp giùm bệnh nhân đi. Chứ giờ là nó cô phải rõ ràng, ví dụ như khi mà giờ cô về tỉnh cô sinh thì họ sẽ nói là cô là kiểu như là bệnh nhân không có tốt, giống như ở đây bệnh nhân không tốt thì không nhận, bệnh nhân không tốt mà kéo dài thì cô sẽ bị từ nhẹ đến nặng, mà cô bệnh rất là bệnh nền, nếu mà cộng với lại hóa chất này kia thì cô chịu không nổi. Là với lại con mở ra chưa, là 2 năm trước cũng ung thư cũng đòi vô, thì ung thư tử cung thì bệnh nhân cứ nói bệnh nhân bệnh nền, rồi cuối cùng bác sĩ hỏi hợm sao là không có vô, nhưng mà chỗ tử cung với vú này là coi trên YouTube là có liên quan, tức là mất nội tiết thì nó đưa đến ung thư vú, nó là vô quá chắc khó khăn năm đó rồi đó. Là năm đó nói là vô thì chắc ăn, nhưng mà lại bệnh nền, có đem giấy bệnh nền theo thầy. Thầy giúp giùm cũng khó khăn á, nhìn thấy nhẹ nhưng mà bệnh nền nhiều quá. Với lại cũng là béo phì. Bây giờ để xác định cái bệnh lý hay bệnh lý cấp của cô là ung thư buồng trứng. Đã cắt buồng trứng cổ tử cung rồi, hai phần phụ rồi cắt hết rồi. Cắt hết rồi. Nó tái phát trứng là nguyên phát nè. Cái này là nguyên phát. Nguyên phát. Chỗ này là tổn thương thứ phát nè, nha, chứ không phải là ung thư vú ha. Ung thư vú là chưa xác định, này là ung thư, này là tổn thương thôi, đó là tổn thương nha. Xác định là BRAF 4, có nghĩa là nghi ác tính, ra kiểm tra cái này để người ta tiếp tục ta cắt bỏ. Nhưng trước đó là cô đã cắt bỏ hết phần này nè, cắt bỏ buồng trứng, chỗ tử cung rồi cắt hết rồi. Rồi ngưng ăn đạm động vật. Khi mà mình ăn uống ở nhà đó, cái đối với cái bệnh lý của mình là ung thư á, với tiểu đường á, thì cái lượng tinh bột đã cắt giảm xuống, thì cái phương pháp cháo nano nó đã giảm cái lượng tinh bột xuống rồi. Thay vì cô ăn cơm ở đây, các thầy không có cho cô ăn cơm, cũng không cho ăn phương pháp nấu cháo thông thường nữa, mà nấu bằng nồi áp suất, thì khi đó lượng tinh bột giảm thì cả bệnh ung thư và bệnh tiểu đường của cô nó sẽ cải thiện luôn. Bởi vì cho nên là trong quá trình điều trị bệnh ung thư, nhưng cái tiểu đường của cô nó giảm đó. Đó, cho nên là cái hiệu quả của cái phương pháp này nó nằm ở chỗ đó, là cái lượng glucose, lượng tinh bột trong cái cháo nano nó đã cắt giảm rồi. Cái cháo nano nó đủ để nó nuôi cơ thể nè, nó nuôi cái tế bào lành, nhưng mà nó không nuôi tế bào ác tính, nó không cung cấp đủ để nuôi ác tính. Cái tế bào ung thư á, nó sử dụng cái nguồn đạm động vật, vitamin á,
nó là axit nè, đó, đạm động vật để nó làm tăng sinh cái mạch máu lên, làm cái tế bào ung thư phát triển trong môi trường axit. Đạm động vật là môi trường axit nha, tạo ra môi trường axit phát triển bệnh lý ung thư. Ung thư đó, các thầy cho mình ngưng cái này nha, toàn bộ là cái này không được ăn. Để làm chi? Để làm hạn chế cái quá trình phát triển của cái bệnh lý ung thư lại. Hái này tăng cường lên nè. Bên cạnh hái này cô còn phải ăn thêm rau xanh trái cây nữa. Rau xanh trái cây. Đối với bệnh tiểu đường á, thì những cái lượng đường trong trái cây á, thì sẽ phải ăn ít hơn những người còn lại. Ví dụ như những người không có bệnh lý về đường huyết á, thì các thầy cho cái lượng trái cây nó phù hợp. Còn riêng cô cũng vậy, những cái lượng trái cây ngọt á là ăn hạn chế nè, hạn chế. Đó. Rau xanh thì ăn tăng cường lên, bù lại. Nó có một cái tháp dinh dưỡng được thiết kế, được cho phê rung nhân tường thiết kế dành riêng cho mình ăn kèm với cháo, cho nên là cô không có mất sức khỏe trong suốt quá trình điều trị, mà ngược lại giúp cho cô khỏe mạnh hơn để chống lại cái bệnh. Đó là phương pháp ở đây. Thì trong quá trình điều trị thì các thầy sẽ hướng dẫn thêm về cái phương pháp đó. Nếu như cô đồng ý thì các thầy sẽ giúp cho cô như vậy nha, trong 3 tháng. Nhưng mà trước khi cô đăng ký, cô phải sắp xếp cái chương trình điều trị của mình. Tại vì 3 tháng là nó ảnh hưởng tới năm nay là nó có Tết, có Tết mình á, nó rơi vào Tết mình. Thì có thể là tới tháng 3 đó, giữa tháng 3 cô mới hoàn thành pháp đồ điều trị. Thì lát nữa trước khi đăng ký thì cô cân nhắc cái đó ha, sắp xếp công việc nhà lại, xong rồi hẳn đăng ký. Riêng người nuôi đó thì không được phép ăn đạm động vật trong suốt quá trình điều trị nha. Cô là đã không được ăn rồi, nhưng mà người nhà thì cái này cũng phải ngưng luôn nè. Chứ không phải vô đây được ăn tự do đâu. Cho nên là lát nữa là muốn đăng ký là phải hai mẹ con phải trao đổi với nhau. Lý do là nếu như mà trong quá trình điều trị nè, cô ăn cháo nano nè, cô không ăn cơm nè, uống thảo dược là ngưng ăn đạm động vật nè, là đó là chế độ của cô đó. Nhưng người nhà nếu như mà ăn đạm động vật, ăn thịt, ăn cá trước mặt cô là bảo đảm cô giữ pháp đồ không nổi. Ở đây các thầy không có cho người nhà ăn. Để mà ai đã vô đây đăng ký làm người đi chăm bệnh là tuyệt đối không được đụng tới đạm động vật. Mình được quyền đổi người nuôi, thí dụ như bản thân mình á, mình có công việc nhà gì đó mình muốn về, mình đổi cho người nuôi khác trong gia đình mình, được, được quyền đổi. Nhưng mà khi đổi mình được về nhà mình ăn uống gì đó các thầy không can thiệp nha. Nhưng riêng mình ở đây là mình phải ngưng cái này. Kể cả đi ra hàng quán ở ngoài chợ đi, mình không ăn trực tiếp trước mặt cô đi, nhưng mà vẫn không được. Tại khi mình ăn vậy mình về nhà mình không có động viên tinh thần của người bệnh mình được. Mẹ ơi con ăn thịt ăn cá kiểu này, con thấy mẹ ăn kem kem quá, con thấy con sót, con nóng ruột. Rồi ngày mai cái mẹ nói thôi mẹ ăn vậy cái tao cũng thấy tao thèm quá, tao sợ tao không đủ sức khỏe cái tao bỏ ruột. Cô cũng đã có đi hướng cái này rồi, tại vì cô nhiều bệnh nền, cô phải xây sở mới sống được hôm nay là cô cũng đã ăn gạo lứt rồi. Mà hiện tại mà bữa nào cô ăn thịt kiểu như là cũng cử thịt ăn ít thôi, mà ăn nhiều là tối ngủ không có được. Thành ra là cô cũng đã tiếp cận gần gần giống vậy rồi. Ăn thịt là đường nó cao lắm. Thí dụ giờ mình thử nó 11 mol thì mình chích thuốc vô thì nó ăn cái khác á, thì nó xuống. Còn ăn mà có đạm động vật cái nó cứ ở mức đó mà nó hoài nó chích thuốc nó cũng không xuống, nó không có đáp ứng thuốc. Nhưng mấy ngày nay là lên đây 2 ngày rồi là phải ăn ngoài á. Là tối khó ngủ lắm, mà chích thuốc phải tốn thuốc. Bây giờ những cái loại thực phẩm mà nó ổn định đường huyết, ví dụ như là hổ qua nè, hổ qua ha, ổn định đường huyết nè, bầu nè, hổ sao nè, mướp nè, mướp hương, mướp kía,
bí, bí đao. Bí đỏ được. Không, bí đỏ tinh bột nhiều lắm. Vậy nha hả? Bí đỏ tinh bột nhiều, nó lại ngược lại nha. Bổ qua nè, bổ sao nè, mút hương, mút ghế nè, bí đao nè ha. Đó là những loại thực phẩm, nó còn nhiều loại lắm. Nó hạ đường huyết, ví dụ như keto. Dù vậy nhưng mà thầy không có liệt kê hết đâu. Trong quá trình điều trị đi, các thầy hướng dẫn cho cái chế độ ăn cho mình nó phù hợp, ví dụ ăn cháo nano kèm những thứ này theo, là cô vừa giữ được cái sức khỏe của cô về đường huyết, vừa về bệnh ung thư. Nó không có khó lắm đâu, 3 tháng thì rất là dễ. Nhưng quan trọng là phải thống nhất với nhau nha, hai mẹ con là vô đây không được ăn cái này. Thế mà hai mẹ con ăn cái này là ngay lập tức các thầy chẳng trả hồ sơ, các thầy không chịu trách nhiệm nữa, không giúp gì được hết. Đi vô đây các thầy cố gắng nỗ lực điều trị cho mình, thì bệnh nhân phải ngưng ăn đạm động vật, cái đó là cái điều kiện đầu tiên mà mình điều trị ở đây. Còn riêng người nhà đó phải cố gắng giữ nha. Đi ra ngoài mà kêu một dĩa cơm sườn hoặc là hủ tiếu bánh canh gì đó, các thầy sẽ không có chữa tiếp đâu. Tại vì lúc đó là hết giúp bệnh nhân được rồi. Tại vì vừa điều trị về mặt thể lý mà vừa điều trị về đi ngược đi xuôi, cái đi xuôi bây giờ kéo ngược lại. Tinh thần bệnh nhân phải ổn định nữa. Cho nên là mình phải cố gắng cộng tác với các thầy, bệnh nhân mình mới vượt qua được chứ. Còn nếu như mà mình ăn uống mà mình ăn tự do là vài bữa là không tới 3 tháng đâu là bệnh nhân bỏ cuộc. Để ra trường hợp đó nhiều rồi, cho nên là cố gắng giữ. Thì cái nội dung giấy đăng ký này thì cũng nói thêm lại cho mình, đó là cái thông tin cơ bản thì mình điền ở đây, lát nữa cô lấy tờ mới cô điền tại này nó hơi bôi xóa nhiều đó. Mình viết lại một bản khác nha. Người nuôi thì là con gái thì đăng ký là được nè, người bảo lãnh cũng con gái luôn. Thì chồng cô là đồng ý rồi phải không? Đồng ý. Nếu mà chồng cô mà hoặc là con người con còn lại đó, hoặc là trong gia đình mình đó, có người thân nào mà mong muốn các thầy ngưng phác đồ điều trị để mình tìm phác đồ khác thì các thầy vẫn đồng ý nha, cho mình ngưng nha. Mình ngưng bất cứ lúc nào nếu mình cảm thấy cái phác đồ này nó không phù hợp với mình thì các thầy không có bắt buộc ép mình, thúc ép mình để mình chữa hoài được đâu. Nhưng mà các thầy có quyền từ chối nè, giống như nãy thầy nói đó, nếu mà ăn sai được thì từ chối đó. Khi mà điều trị ở đây thì cam kết hai bên với nhau là không thưa kiện, không chi cứu, không bồi thường nha cô. Giống như mình đi ký phẫu thuật cũng vậy, mình phải làm cái thủ tục đó. Lát nữa cô Đào cầm lại cái giấy này, cô đọc nội dung ha. Nếu như cô đồng ý thì cô ký vô đây, xong rồi cô đem cái bộ hồ sơ này qua bên bàn bên đó đó, cô nhập vào trong máy để các thầy bắt đầu điều trị cho cô ngày hôm nay nha.